Má. Cái gì mà đêm khuya tự nhiên không ngủ? Nín, ra đây khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này, không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con không có sợ ma. Con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm, cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa có, chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao, cái này tao sợ. Trời ơi con ơi, con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ ông mà nghe được cái thông tin này, trời ơi, việc trước trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi, má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ, mẹ hư. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má, ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi, đàn bà không có chân mày luôn á, tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cụ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy, trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Dạ. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Dạ. Qua tối đêm nay đi. Dạ. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Dạ. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Dạ. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi, trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi, thiệt cái má sanh ra có hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó hả? Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tông cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Ai, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Xạo. Tôi khổ má. Không có, không có, không có khổ, không có khổ gì hết. À, không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Dì vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Dì. Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là loi đó chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày ba... là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, Út có nha. Ba người mình bây giờ nè, mà không. Có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, biết tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để nó rồi tôi lo cho. Trời Út ơi. Dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Chứ con đứng dậy, chứ con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con? Chị ơi, bây giờ vậy dì nè. Vậy là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Dì ơi, bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con chim hót trên đó. Cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út. Yeah. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá vậy? Không có chuyện gì đâu. Có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má.
trai. À, không, trời không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Ủa, gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện hết trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau, mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. Thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta vậy Út? Biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. Trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Con Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tao rối con, mày đừng có nhảy nữa. Trời ơi. Bây giờ mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi, Út ơi, sao mày hay quá vậy Út? Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá, cao sách. Đây nè, yeah. Bây giờ vậy nha. Em, Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, con dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi, má khổ quá con ơi. Bây giờ... Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình, ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không có nói ra đâu. Dạ. Sao mình biết với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Với nhau cũng được nói nghe không chưa. Không có được nói ra đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi rồi từ từ bình tĩnh nha. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. Chị hai. Má khổ quá. Không có làm chị khổ là lộ. Dạ dạ. Không có. Chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì. Làm gì khổ? Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị vẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chi chị hai? Dạ dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi còn. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý lại? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. Đây là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Trời mà nơi sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi là trời, nhục quá. Mẹ vậy. Tới bây giờ cũng biết tại sao Dượng mất con. Sao giờ? Đàn lép. Phan chí dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à. Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Ta nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai.
Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ bà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chi bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tụi tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng rồi đem mà luộc ăn hết ông rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có chứng mà. Chứng ông đậu thì tôi chưa chứng. Trời ơi Dượng nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được? Đẻ đâu? Đẻ nách nè. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Thôi ơi. Đây. Còn Út. Còn Út nó có chữa. Trời Dượng ơi là trời ơi. Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có, mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Hết chuyện nói hả Dượng? Ôi chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Còn gì nữa? Trời ơi. Bây giờ sao mày đây Dượng chưa có ơi? Chồng mà mày có chữa chết rồi, chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha mày mà ổng biết nghe, ổng cạo đầu hết cả cái nhà này, ổng giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi, bây giờ làm sao mà khổ quá Dượng ơi. Dượng. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần giỏi nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn giông bão đó không hả Dượng? Thì bởi vậy nè, ông anh hai tôi giờ ổng giữ nhất nhà đó mà biết một cái ổng giết cả cái nhà. Biết đó. Rồi, vậy bây giờ sao mình đây? Phải tính kế nè. Dạ dạ, bây mình giờ phải... sao giờ Dượng? Thôi được rồi, dạ, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói dành cho gia đình này. Ừ. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Ừ. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói á, với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này chừa tôi ra. Bị tôi là rể mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tâm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ủa nói gì hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng nói gì kỳ cục vậy? Nói vợ mình mà vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Ừ ừ. Lẹ lên. Bây giờ đó ngày mai. Ừ. Chị với con Út. Ừ. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ông quánh, mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu, mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Dượng hay quá. Có chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng, ông giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. À. Phá thai đi. Phá đi. Ác quá. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai hả? Dượng ăn ở thì Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi, tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Tôi mắc anh hai. Dượng ơi, chứ sao vậy? Dượng ơi, chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà. Dượng ơi, khổ lắm rồi. Chết mẹ, ông dậy rồi, ông dậy. Mày dậm chi cho ông dậy tới chưa? Sao sao má? Giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba bay. Dạ rồi. Đứng im đó, im lặng. Chết ông giết. Sao tự nhiên vậy ta? Tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Trời. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa thu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ.
Ở đây riết hồi cái nhà này tao không biết là ru chồng hay ru con. Trời ơi, xong dễ ngủ vô trời, mới ru như má, đó ngủ má. Dậy ngủ ba bảy ngủ rồi, đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này thôi, biết bây giờ thôi nha đi, chưa? Bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ, mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác, hiểu không? Dạ. Nhưng mà đặc biệt sao? Là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay giữa. Đúng rồi, nhớ nha, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi, vừa chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thai? Trời ơi, nó có 5 người biết, sao chị vô trọng chị kể chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thai là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời, trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chủ quan mộng du dưỡng này. Áo Hương gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào mày cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ tao có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng, mày đỡ mày nó lên, mày tập luyện đi thôi. Trời Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng này, né ra coi. Mày dạt ra một bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời ơi, chết mẹ mày luôn đi. Ê, mất dạy, mày nói gì bóng muộn mày? Từ từ. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói giỏi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, nói gì hai nè. Bây giờ nó không nói đàng hoàng tôi quýnh chết cha nó đó. Trời ơi mày nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nha, nó ra đây nó nằm không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi BD hả? Không có. Mất dạy. Ê, mày nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Hả? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó. Dượng, cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. À, em xin lỗi chị hai. Mình á, mình nóng quá mà, nóng quá. Mình nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Khoa, quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày ở mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Dượng Hoài xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy.
sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó, tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ, em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con, dạ, con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có mộng du đâu có lây. Không mộng du. Má khổ lắm. Quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, không má sướng lắm. Không có gì hết, thôi hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô đi. Biết rồi. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dương nói đâu vậy? Đâu có liên quan gì tới đây mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình, cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tao tức quá đi, con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy tôi nắm quá. Mày trời ơi. Mà mày có sao chỗ ăn. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ba. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bếp xếp và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi, mày đi đi, mày cha mày à. Trời ơi, bảy người biết thôi. Ông dậy rồi. Bây giờ làm gì chưa? Bây giờ sao vậy? Bình tĩnh. Xếp hàng tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? 2, 3. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà mọi người đã tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Tăng tăng tăng. Tăng ta ra tăng 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 tăng. Ô đẹp. Đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh ha? Sao? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Dạ. Tăng 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 tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc ha? Nín đi con. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên. Nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt, nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng tăng. Dẹp đi. Tắc tăng tăng tắc tăng tăng quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc ha? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ hoài.
bà khổ lắm hoài, bà khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm, mình em đang sướng. Anh hai. Con Út nó gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? Anh hai à, tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. Tao lại ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên đòi ăn phở cái gì vậy trời ơi. Ghét cái gì, mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở không có thì mua hủ tiếu có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý, nó có chữa nó thích ăn gì phải cho. Trời ơi, vô ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh giang cái gì? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Mình ơi mình. Mình giết em đi, em dạy con không giỏi. Mình giết em, mình ơi, mình giết ba. Bà tránh ra. Ba đừng có giết má ơi. Lỗi tại con nè. Con làm anh mà con không có biết dạy em. Ơi, bây giờ em phải nói cái gì em làm. Nói đại đi. Nói. Đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói thôi. Xin lỗi ba. Dạ. Dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chị. Sao? Dạ, dạ. Ba. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Mình đem đi. Mình ơi, mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh ra. Mình tin mình mà. Dạ. Anh ơi. Anh ơi. Cái gì? Anh ơi, em quỳ em xin lỗi anh mà anh ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa quan. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi. Sao giết vậy? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái đi. Cái gì vậy? Em lại anh. Anh giết em đi. Em lại anh. Anh giết em đi. Anh hai. Lôi ra nè. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tụt quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Mày gì? Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. Mai quần thì kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải, tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lõn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh đi. Dạ. Thôi anh hai, đây, cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ha. Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường. Lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Mày nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy vô? Nói gì vậy? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Hả? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ rê vô làm chi được chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy: không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? Bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có biết không nghe. Bỏ.
mình ơi. Còn Út. Ba, ba. Bước lên đây. Dạ. Bước lên ba. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Dựng làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học? Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh. Trời ơi tôi khổ quá mà trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Thành đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Dạ dạ. Tại sao? Dạ dạ tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À dạ. Rồi sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường. Tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em thì một cái được không? À, dạ dạ. Đừng có la mà. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ xong rồi cái nói chuyện rồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu con giật lại. Cái nắm chặt hơn nữa. Cái nắm chặt hơn nữa con không chịu con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Rồi sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Sao rảnh vậy? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Ở đâu ra mà nắm mặt con? Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Trời ơi, nó nghĩ cái chuyện gì đâu vậy trời ơi. Muốn xỉu, muốn chết gì đó một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mà nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Chị nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à tôi cũng không ngại tôi nói luôn cho anh biết. Được. Mày chan ra đi. Được. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Được mà. Cái cách anh dạy con như vậy á tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi để tôi nói chuyện. Sao anh đúng? Hả? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách học vở rồi học trên uy tín rồi này nọ, đặng chi nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy á nha. Tụi nó sợ anh á là sợ cái quy của anh thôi chứ tụi nó không có nể anh. Tôi nói cho anh biết, cái mặt mày đó tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi. Ủa làm gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi? Ai tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi à, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi dập cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không?
Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống như con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ơi, Dưỡng ơi, mày nói gì vậy? Tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út. Dạ. Ủa? Ba má con á, không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kiểu cái gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Thôi, được rồi. Thôi, được rồi. À, bây giờ mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện nó cho nó hiểu lầm thôi. Dạ. Bây giờ. Ừ. Sao cho? Mình không ở đây gì ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Dạ. Ngủ ra rồi đi. Có gì quá đi. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má, dì Dượng. Vậy dì anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không.